气，别不说话了啊！拿来，李浩，来我安排，李浩宇，教室里面启动。Dùng búa đập vỡ điện thoại của học sinh trong lễ chào cờ, nhà trường nhận nhiều ý kiến đầy tranh cãi. Đoạn clip được quay lại tại buổi lễ chào cờ của một trường trung học phổ thông ở thị trấn Lâu Để, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cho thấy một giáo viên của nhà trường đang sử dụng chiếc búa để đập mạnh vào hàng loạt smartphone đang nằm dưới nền, cho đến khi những thiết bị này vỡ màn hình hoặc bung nắp máy. Những chiếc smartphone này sau đó còn bị nhúng vào trong một thùng nước để đảm bảo chúng sẽ bị hư hỏng hoàn toàn, chính thức hết cứu sau màn tra tấn của nhà trường. Toàn bộ hành động của nam giáo viên này được diễn ra một cách công khai trước sự chứng kiến của tất cả học sinh trong buổi lễ chào cờ. Sau khi đoạn clip gây sốt trên mạng xã hội, đại diện của nhà trường cho biết ban giám hiệu của trường đã quy định cấm tất cả học sinh mang và sử dụng smartphone khi đến lớp. Những ai vi phạm sẽ bị tịch thu và phá hủy smartphone. Những chiếc điện thoại bị đập vỡ trong đoạn clip là những thiết bị được tịch thu từ các học sinh vi phạm lệnh cấm. Người này cho biết nhà trường đã có buổi thảo luận với phụ huynh về việc ban lệnh cấm học sinh sử dụng smartphone. Ngoài ra, các giáo viên giám thị của trường cũng thường xuyên kiểm tra đột xuất các học sinh để phát hiện những người vi phạm lệnh cấm và tịch thu smartphone của học sinh. Lệnh cấm và hành động đập vỡ điện thoại của học sinh đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng tại Trung Quốc. Một số cư dân mạng đã ủng hộ bên vực nhà trường vì cho rằng hành động này sẽ giúp củng cố kỷ luật và ngăn chặn sự sao nhãng việc học. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ cách làm của nhà trường, cũng có không ít ý kiến cho rằng kiểu trừng phạt này là quá nặng và không thực sự cần thiết. Một người để lại bình luận, tại sao không chọn cách giải quyết nhẹ nhàng hơn, đó là tịch thu điện thoại của các học sinh vi phạm và chỉ trả lại vào cuối năm học. Kiểu trừng phạt này gây thiệt hại quá lớn và người chịu thiệt nhiều nhất là phụ huynh chứ không phải học sinh. Có người dành dụm rất lâu mới mua được chiếc smartphone để cho con học online và bây giờ tất cả đã biến mất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!